Hi, xin chào các bạn. Mời các bạn ăn khoai cùng với mình nha. Ăn khoai uống trà các bạn. Cái khoai này á, các bạn biết không? Đây là cái khoai khoai của Nhật mà người ta đã luộc sẵn xong rồi. Rồi người ta đông lạnh đó, cái người ta chuyển qua bên châu Âu nè. Thì khi mà mình mua á là mình mua nó đã đông lạnh và nó đã luộc sẵn, thì mình về là mình chỉ việc để vô trong cái micro á các bạn, trong cái lò vi sóng á, mình quay lại 2 phút thôi là ăn được, rất là ngon luôn á. Các bạn nhìn thấy nè, thấy không, cái khoai nó rất là đặc nhưng mà nó rất là ngọt, nó không bị bở mà nó cũng không bị ngọt cái chảy nước. Mình rất là thích ăn cái loại khoai này luôn đó. Ăn khoai lang rất là tốt cho sức khỏe các bạn. Mời các bạn nha. Hôm nay con gái đang ngủ trưa rồi, mình tranh thủ con gái ngủ trưa thì lên đây nói chuyện với các bạn một chút xíu. Chứ con gái mà nó thức dậy là nó quậy lắm. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những cái ngày đầu tiên mình định cư ở Pháp nó như thế nào. Những ngày đầu tiên mà mình mới vừa đặt chân đến nước Pháp đó các bạn. Thì hy vọng sau là cái chia sẻ của mình thì các bạn sẽ có được một cái nhìn tổng thể và các bạn sẽ có được những cái sự chuẩn bị tốt hơn nếu như là các bạn có ý định đi định cư ở nước Pháp nha. Thì trước tiên là mình sẽ chia sẻ với các bạn là những cái ngày đầu đó mình đã trải qua cái tâm lý của mình như thế nào, những cái khó khăn gì trong cái bước đầu mình sống tại nước ngoài. Và sau đó mình sẽ chia sẻ với các bạn những điều các bạn cần chuẩn bị là gì khi mà các bạn muốn đi định cư ở nước ngoài, mà đặc biệt là nước Pháp ha. Thì như các bạn cũng biết là trong video trước đó mình có chia sẻ với các bạn công việc của mình làm cái thời điểm mà trước khi mình đi Pháp là gì ha. Thì lúc đó là mình làm giám đốc điều hành cho một cái tòa cao ốc ở Sài Gòn với một cái thu nhập tương đối rất là cao tại thời điểm đó, khoảng là 1.500.000 đô, tương đương với 30 triệu tiền Việt Nam cách đây 14 năm, thì rất khá cao nếu như tính bình quân hiện tại trong xã hội Việt Nam tại thời điểm này ha, 2020, thì với mức lương là 30 triệu đồng một tháng chắc cũng đủ cho một gia đình sinh sống phải không các bạn? Không có giàu có nhưng mà cũng rất là thoải mái với 30 triệu một tháng ha. Thì các bạn biết là cái công việc nó như vậy, mức lương thu nhập là như vậy, tính chất công việc của mình á là gọi là bay nhảy ở Sài Gòn á các bạn. Mình giao tiếp với đối tác một tuần 7 ngày đều đi ăn ở những nhà hàng sang trọng. Thì các bạn biết là Sài Gòn là một cái nơi rất là sầm uất, mà mình sống ở đó, mình quen với cái cuộc sống như vậy rồi, một cái công việc như vậy rồi. Rồi tự nhiên mình đã bỏ hết tất cả để đi định cư nước Pháp theo chồng. Thì các bạn biết là nếu như các bạn là một người phụ nữ ở nhà nội trợ lo cho con cái chồng con, hoặc là các bạn có một cái tính cách nó hơi điềm đạm một chút xíu, làm những công việc rất là gọi là mà không có giao tiếp với xã hội nhiều, cái cuộc sống các bạn nó yên bình thì có thể các bạn sẽ hòa nhập tốt hơn với cái cuộc sống ở nước ngoài. Nhưng mà bản thân mình lúc đó đó thì mình là một cái người phụ nữ khá là năng động. Mình thích công việc giao tiếp ngoài xã hội hơn là làm nội trợ trong gia đình. Thực ra hồi đó mình rất là tệ các bạn ơi, nói về công dung ngôn hạnh là mình dở lắm, không biết nấu ăn. Không biết nấu ăn đâu mà cũng không thích nấu ăn.
Chỉ thích đi ăn sang, đi ăn ngon ngoài đường thôi. Cuộc sống ở gia đình mà suốt ngày cứ quanh quẩn trong bếp núc là mình chán lắm, mình sợ cái cuộc sống đó lắm. Thế rồi các bạn biết không, khi mà đi qua Pháp á, những ngày đầu tiên ha, do mình á, mình thiếu sự chuẩn bị các bạn, và mình khá hồi gọi là hời hợt với lại những cái trang mạng xã hội. Mình không có tìm hiểu gì về một cái đất nước mà mình sẽ đi đến đó mình định cư. Rất là thiếu sót. Mình không có bất kỳ một cái thông tin gì về nước Pháp, không biết cái gì luôn. Rồi sau đó là cái bị gọi là cái mà cái ngăn cản mình phát huy cái khả năng của mình nhiều nhất ở nước Pháp, đó là cái ngôn ngữ. Khi mà qua nước Pháp, những ngày đầu tiên đó mình không biết nói một từ tiếng Pháp, các bạn tin không? Không biết nói cái gì hết trơn, người ta nói cái gì mình nghe giống như vịt nghe sấm, không hiểu một từ. Rào cản về ngôn ngữ là một. Cái thứ hai nữa, không biết đường xá. Các bạn coi, mình từ giống như từ trên trời rớt xuống, mình không biết mình ở đâu, không biết những người xung quanh mình là ai, người ta nói cái gì không hiểu, đường thì cũng không biết, không biết cái gì hết trơn á. Thả mình đi ra ngoài là mình bị lạc á. Cái vấn đề thứ ba, không có bất kỳ một người thân quen nào ngoài anh tây chồng mình, chồng trước của mình. Mà các bạn thấy mình cũng gan không? Không có gia đình, không có bạn bè, không biết tiếng, không biết đường xá, mà dám vứt bỏ hết tất cả những cái gì mình đang có tại Việt Nam vào thời điểm đó để kết hôn với một anh Tây và đi qua định cư ở một cái đất nước xa xôi, vô cùng xa lạ hoàn toàn đối với mình. Mà các bạn biết là thứ nhất là về vấn đề tâm lý. Khi mà các bạn đi qua một cái đất nước nó xa xôi với mình như vậy và nó lạ lẫm với mình như vậy thì cái vấn đề ngôn ngữ là rào cản rất là nặng nề các bạn. Mình không thể giao tiếp được với người khác thì mình giống như là em bé với, mà các bạn cứ tưởng tượng mình sinh một đứa con ra, nó là một đứa bê bê, một đứa bé không biết gì hết trơn về thế giới này, thì tất cả mọi việc từ A cho đến Z là mình phải phụ thuộc vào người khác. Và đó là một cái vấn đề rất là mệt mỏi cho bản thân mình và cho bản thân cái người bị phụ thuộc nữa. Cái người mà mình phụ thuộc vô, ví dụ như là chồng trước của mình đi ha. Cả ngày các bạn tưởng tượng khi còn ở Sài Gòn thì mình bay nhảy như một con chim, còn khi mà qua đây trên đất Pháp những ngày đầu tiên mình không biết gì hết, muốn đi ra ngoài cũng không được, tại vì đâu có biết đường đâu mà đi. Cho dù các bạn biết đường đi thì sao, các bạn tới đó các bạn nói cái gì với người ta? Nước Pháp lúc đó cái vùng mình ở không có nhiều người nói tiếng Anh đâu các bạn. Chỉ có đi ra ngoài Paris, những thành thành phố lớn, những cái khu du lịch thì người ta mới nói tiếng Anh. Mà dân Pháp nói tiếng Anh thì các bạn biết là nó cũng có hạn chế lắm, giống như người Việt Nam mình nói tiếng Anh vậy đó. Ít người, nói chung là phải vô những cái lĩnh vực mà nó họ cũng giống như Việt Nam mình thôi, những người mà làm việc trong những lĩnh vực giao tiếp với nước ngoài nhiều thì họ mới nói giỏi tiếng Anh thôi. Còn lại dân bình thường thì cũng giống như người dân bình thường của mình, họ cũng không có biết nói tiếng Anh và họ cực kỳ không thích nói tiếng Anh. Họ rất là tự hào về cái ngôn ngữ tiếng Pháp của họ cho nên họ không muốn sử dụng cái tiếng Anh. Thì đó các bạn thấy không? Đó là những cái sự khó khăn. Mình đi đâu? Mình đi đến một nơi nào đó, đi mua sắm cũng không được. Các bạn vô các bạn nhìn rồi sau đó làm sao? Người ta nói tiền cũng không biết là bao nhiêu, sợ bị lừa nữa. Rồi đi tới đó rồi sợ bị lạc, nói chung là sợ đủ thứ, không có dám đi ra khỏi nhà các bạn. Không dám đi ra khỏi nhà. Từ sáng tới tối, các bạn ở một ngày, hai ngày, một tuần thì cho là các bạn sẽ chấp nhận được đúng không? Còn cái này các bạn ở năm này qua tháng nọ thì các bạn có bị điên không? Dễ bị điên lắm các bạn, dễ bị stress trầm cảm á. Nhưng mà mình á, là một cái người mà gọi là khá vững về tâm lý. Trước khi mà mình quyết định đi theo anh Tây để qua nước ngoài định cư, mình đã gọi là mình đã preview trước được hết là cái cuộc sống nó sẽ như thế nào đối với mình.
Tại vì mình biết tiếng Pháp mình không biết thì mình sẽ phải bắt đầu tất cả lại bằng con số 0. Nhưng mà các bạn biết không, đây là một sự đánh đổi. Mình đánh đổi tất cả những cái gì ở Việt Nam mình đang có, gia đình, công việc của mình tương đối ổn định tại thời điểm đó, một mức thu nhập như vậy cũng là một cái mức thu nhập mà mọi người rất là mong đợi tại thời điểm đó. Nhưng mà mình nghĩ là mình cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác các bạn, mình rất mong muốn có được một cái gia đình êm đềm, ấm áp và hạnh phúc. Chứ tiền bạc thì đương nhiên là mình không sợ là không kiếm được tiền. Nhưng mà cái người đàn ông mà mình sống cùng với nhau để trở thành vợ, thành chồng, thì bản thân mình cũng hơi khó tính. Cho nên mình biết được nếu như khi mà mình cảm nhận một người đàn ông nào đó có thể làm chồng mình, có thể là một người chồng tốt, thì mình sẽ sẵn sàng gọi là lựa chọn cái gia đình hơn là những cái công việc xã hội của mình. Thì khi chấp nhận như vậy là mình đã biết được con cuộc đời phía trước của mình sẽ phải cố gắng nỗ lực rất là nhiều để mà thích nghi với cái cuộc sống mới, và nó hoàn toàn mới các bạn. Mình phải nói là nó mới hoàn toàn, nó mới lắm. Các bạn biết là nguyên cả ngày các bạn ở nhà và các bạn làm gì cho hết 24 tiếng đồng hồ. Với một người mà thích nấu ăn nấu đồ đó thì ở nhà bày ra nấu nướng các thứ. Còn bản thân mình thời điểm đó mình không có thích nấu ăn các bạn. Mình sợ nấu ăn lắm. Mình không biết nấu nữa luôn á, đừng nói nấu cơm mình còn không thích nữa đó. Thế rồi á là mình làm gì cho hết thời gian? Mình bắt đầu học tiếng Pháp. Mình từ khi mà bước chân qua Pháp cho tới bây giờ là khoảng 13, 14 năm trời nha các bạn. Chưa một ngày được bước chân đến trường học tiếng Pháp đâu các bạn. Mình tự học ở nhà hết á. Mình tự học với lại một cái máy vi tính. Hồi đó anh Tây kia ảnh mua cho mình một cái bộ CD á, mà nó dạy tiếng Pháp á. Là mình bỏ cái CD đó vô trong cái máy máy vi tính á, mình ngồi mình học rồi mình nói chuyện với cái máy vi tính các bạn. Rồi mỗi ngày mình cố gắng học tiếng Pháp. Mình học tiếng Pháp tự học. Công chúa thức dậy rồi các bạn ơi, mình đang nói chuyện với các bạn là công chúa thức dậy rồi, ru lại không ngủ lại, thôi cho công chúa tham gia luôn. Ha. Cho tôi chào các bạn chưa? Xin chào các bạn. Yeah. Giỏi lắm. Đó, thấy con gái cũng ăn khoai lang giống mẹ luôn nè. Thì mình tiếp tục câu chuyện nha các bạn. Vừa nãy á, là các bạn biết á, các bạn biết là như mình đã nói với các bạn lúc nãy đó, là nguyên cả ngày các bạn, mình ở nhà mình học cái tiếng Pháp trên máy vi tính. Con ăn cái này đi nè, để mẹ gọt, mẹ lấy cho. Mình ở nhà mình học tiếng Pháp trên máy vi tính. Thực ra tại sao mình học được tiếng Pháp với cái máy vi tính là tại vì trước khi mà hồi mà mình còn học đại học đó các bạn, là mình cũng có học qua cái tiếng Pháp với một cô giáo dạy kèm rồi. Thì hồi đó cô dạy cho mình những cái ngữ pháp căn bản của tiếng Pháp đó. Thì sau này khi mà mình tự học á, thì mình đã có được một cái gọi là nó căn bản thôi, chứ lâu thời gian mấy mười mấy năm mình đâu có sử dụng đâu, thì mình cũng không nhớ nhiều. Từ thì mình không biết cái gì mà đặc biệt nghe, là mình không nghe được từ nào. Rồi mình ở nhà mình mày mò mình tự học các bạn. Các bạn không còn cách nào khác là phải tự học tiếng. Để mà nếu mà các bạn muốn đi làm thì các bạn cũng phải giao tiếp được ít nhất là cái căn bản thì mới đi làm được. Hoặc là các bạn muốn đi ra ngoài đi chợ chẳng hạn, không đi làm thì đi chợ thì mình cũng phải nghe hiểu được là tiền bạc rồi người ta nói giá bao nhiêu. Mình phải hỏi cái này cái kia, mình giao tiếp tối thiểu thì cái cuộc sống của mình nó mới gọi là mình mới thích nghi được cuộc sống ở nước của người ta. Cho nên mình cảm nhận được,
Mình cảm thấy được là cái điều mà quan trọng nhất bây giờ mình cần phải làm là phải học tiếng, học cái ngôn ngữ của họ để mà giao tiếp với họ. Thì mỗi ngày mình ở nhà mình học. May mắn cho mình là các bạn biết sao không? Anh Tây của mình lúc đó đó đi làm rất là gần nhà. Thì mỗi buổi trưa anh ấy từ nhà, từ chỗ làm mà đi về nhà vài phút thôi, cho nên là anh đi về nhà rồi cái chở mình ra trong một cái siêu thị lớn đó, giống như là Vincom đồ của bên mình, nhưng mà nó không có đẹp giống như Vincom đồ ở Sài Gòn mình đâu. Trong cái siêu thị này thì nó có bán đầy đủ hết, nó cũng có siêu thị đồ ăn, rồi nó cũng có bán quần áo, nữ trang, nói chung là cái gì cũng có, ăn uống được á. Thì buổi trưa ảnh về, ảnh chở mình ra đó ăn, ăn xong rồi á thì ảnh lại chở mình về nhà và ảnh lại đi làm. Mà các bạn biết á, mặc dầu là như vậy đó mà mình cũng vẫn cảm thấy chán, chán khủng khiếp lắm các bạn, chán kinh khủng. Các bạn cứ tưởng tượng là các bạn đã thấy chán rồi, mà hơn nữa là cái định mệnh đó, nó đưa đẩy mình lấy một anh Tây rất nghèo. Cho nên là cái điều kiện lúc đó tụi mình không quá nghèo đến nỗi thiếu ăn, nhưng mà những cái gọi là thoải mái và comfort á, comfortable thì nó không có. Các bạn tưởng tượng đi, lúc đó mình qua thì ảnh vẫn còn ở trong một cái studio, bên này nó gọi là cái studio, thì Việt Nam mình gọi là một cái phòng trọ đó các bạn, một cái phòng trọ nhưng mà nó riêng biệt hết. Con ăn đi con ngủ phá. Một cái phòng trọ nó riêng biệt là của một mình thôi chứ không có chung với người khác. Thì trong phòng trọ đó nó khoảng 30 mét vuông thôi các bạn. Các bạn biết là có được một cái toilet ha, một cái phòng tắm, một cái bếp nhỏ nhỏ giống như sinh viên vậy đó. Rồi có cũng đủ để cho để được một cái tủ lạnh, một cái tủ đựng quần áo, rồi một cái sofa các bạn, là cái ghế mà mình kéo ra được buổi tối để mình ngủ làm cái giường, còn ban ngày là mình xếp nó lại thành cái ghế salon á, thì có cái bàn nhỏ nhỏ. Chỉ có như vậy thôi. Trong 30 trong mình ở trong một cái phòng 30 mét vuông mà từ sáng cho tới tối khuya rồi, ngày nào cũng như ngày nấy, các bạn có thấy chán không? Các bạn làm được cái gì? Ngay cả ví dụ như nếu như mình mà thích nấu ăn đi ha, mình cũng bày ra đi á, là mình cũng không có chỗ để bày để nấu nữa, không có cái gì hết. Mình phải sử dụng, tức là hồi thời điểm đó anh phải mua một cái microwave á, cái lò vi sóng mà nó có đầy đủ các chức năng là mình nướng được luôn á, là để cho nó gọn, chứ tại vì không có chỗ để, ngay cả mà đồ đạc của mình nha, quần áo của mình cũng không có chỗ để các bạn. Những cái đồ tư trang gọi là tư nhân của mình là không có chỗ để đâu, mình phải để trong cái gì các bạn biết không? Một cái gọi là một cái giống như một cái tủ đựng đồ chơi của mấy đứa con nít á, mà bằng nhựa trong á, là nó có mấy cái thọ, mấy cái hộc mà kéo ra đó. Nó khoảng 3 tầng như vậy nè. Đó, tất cả những gì của mình á, là mình để vô trong ba cái ba cái hộc tủ nhỏ xíu 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 bằng nhựa trong các bạn. Trời ơi, không thể nào tưởng tượng mình có thể chấp nhận cái cuộc sống giống như vậy. Trong vòng 3 năm là tụi mình ở trong cái phòng đó 3 năm đầu tiên. Sau đó thì mình quyết định là mình muốn có em bé á. Thì thời điểm đó là anh ấy cũng không muốn có đâu, tại vì anh thấy cái hoàn cảnh sống của tụi mình như vậy, tụi mình chưa có dọn nhà ra. Con để qua đây. Rồi nói chung là ảnh sợ trách nhiệm với con cái rồi đó, công việc nó nhiều rồi, tại vì bên nước ngoài mà sanh con nó cực lắm các bạn. Không có ai phụ giúp cho mình hết trơn, chỉ có hai vợ chồng với nhau thôi, tự lo cho nhau thôi chứ không không có mướn được người làm đâu, vì tiền thuê á nó bằng một phần mấy, một phần hai cái lương rồi, nếu mà lương cao ha. Con ăn đấy. Thì lúc đó là 3 năm đầu tiên mình ở trong một cái chỗ ở giống như vậy đó.
Rồi chưa kể tới cái xe các bạn ơi. Mình kể cho các bạn nghe cái xe, các bạn không thể nào tưởng tượng được là mình đã sống qua một cái khoảng thời gian 3 năm trời như vậy. Tất cả những cái đồ trong gia trong nhà mà anh đang xài á là các bạn biết ảnh đã xài mười mấy năm trước rồi, cho tới tại thời điểm mà mình qua là ảnh vẫn còn đang xài những cái đồ đó. Sau này khi mà dọn nhà mới là mình vứt hết tất cả, không đem theo một bất cứ một cái gì, tại vì nó đã quá lâu rồi, mười mấy năm rồi. Còn cái xe của ảnh các bạn biết không, nó không phải là bây giờ nói thiệt á, kể lại là mình muốn cười ra nước mắt luôn các bạn. Cái xe đời cũ lắm rồi, mà các bạn biết có một cái năm đó, thường thường á bên Pháp này mùa đông nó rất là lạnh, nó lạnh lắm, có những năm nó xuống âm độ thì ngoài trời là nó đóng băng. Thì xe con à không có leo lên bàn. Nó bước xuống đây với mẹ. Xuống đây là mẹ cho uống nước. Cái mỗi lần mà xe mà mình để ở ngoài trời á, mà trời nó lạnh quá thì buổi đêm là sương nó xuống thì nó sẽ đóng thành băng sáng sớm đó các bạn, nó sẽ đóng băng. Để mà ví dụ như mấy cái xe mà đời mới á, thì mình đề máy lên xong rồi là cái hệ thống sưởi ấm ở trong xe nó sẽ tự động nó sưởi ấm cái xe, rồi là cái băng nó sẽ tan dần thì nó mất nhiều thời gian. Còn cái này là cái xe nó cũ quá, nó không có chức năng đó được, cho nên là mỗi buổi sáng trước khi đi làm là anh phải đem một cái xô nước nóng. Con à, đừng có phá, đưa đây cho mẹ, con không phá. Ảnh phải đem một cái xô nước nóng á, ảnh tạt lên trên cái kiến với lại những cái chỗ bị đóng băng, rồi xong rồi mình lấy cái gạt cái cào băng á, mình cào để cho nó tan hết những cái băng đó thì mình mới đi được, không thôi là mình không có thấy đường, không có lái xe được, rất là nguy hiểm. Thì vì cái xe nó quá cũ cho nên là các bạn biết là ngay cái roang á, hai giữa cái cánh cửa xe mà mở ra mở vô là nó có một cái miếng cao su á, để mà gắn khít cái xe lại khi mình đóng cửa lại. Cái miếng đó nó không có còn hoạt động tốt như bình thường nữa. Thì khi mà tưới nước lên xong rồi á là cái miếng đó mình đóng cửa lại á, nó không có ăn nữa các bạn. Nó cái cửa đóng lại nó không có khít vô nữa mà nó lại bị hở ra. Mà các bạn biết không, khi đó đang chạy được một đoạn rồi thì mình thấy ủa tại sao cái cửa bên cạnh của mình nó lại hở ra như vậy, là mình mới lấy hai cái tay á, mình rị nó lại. Trời ơi trời, bây giờ kể lại mà không thể tưởng tượng được luôn các bạn. Mình cứ ngồi ở trong ha, rồi mình rị cái cửa sổ của cái xe đó, mình cứ kéo lại như vậy để cho nó không bị văng ra ngoài, mà nếu mà mình văng ra ngoài đi tới mấy cái khúc cua là nó sẽ đụng, nó sẽ bể nát cái cánh cửa luôn, là coi như rồi luôn đó. Kể sơ cái khúc này cho các bạn thấy là một người đàn ông vừa lớn tuổi, tại vì ảnh lớn hơn mình tới 21 tuổi lận, các bạn tưởng tượng không, năm đó mình 28 là ảnh đã 49 rồi, lại còn nghèo như vậy nữa mà mình vẫn lấy làm chồng mình đi qua đây, trong khi điều kiện của mình có thể tìm được một người chồng giàu có rất là sang trọng hay gì đại loại. Sau này bây giờ nhiều khi mình ngồi mình ngẫm nghĩ lại thì không thể nào không nói đó là duyên nợ được các bạn. Nhưng mà có lẽ mình nợ ảnh ít cho nên là cái cuộc hôn nhân của tụi mình nó cũng chỉ tồn tại được có 8 năm thôi. Thì mình sẽ kể sau ha, bây giờ mình tiếp tục về cái cuộc sống của mình ở Pháp cái thời gian đó. Thì các bạn biết á, mặc dầu là khó khăn như vậy nhưng mà mình vẫn không có nhụt chí nha các bạn. Mình không nhụt chí. Tại vì một khi mình đã quyết định làm cái gì là mình đã sẽ làm cho tới cùng. Mình không có chịu đầu hàng với những cái khó khăn. Thực ra cái khó khăn đó là giờ chỉ là những cái khó khăn ban đầu của tụi mình thôi. Nó không phải là một cái gì để mà có thể làm một cái rào cản mà cho mình nhụt chí được cả. Thì lúc đầu mình chưa thể đi làm được, chỉ có một mình anh đi làm thôi. Nhưng mà xét về mức lương thì mức lương của ảnh cũng thuộc tầm loại là cao trong xã hội Pháp. Mười mấy năm trước, hồi đó lương của ảnh cũng gần 3.000 euro. Nhưng mà các bạn biết không, ở bên Pháp nó đóng thuế đồ nhiều lắm,
3.000, 2.000 mấy, gần 3.000, nhưng mà đóng thuế nè, bảo hiểm nè, nhà cửa nè, xe cộ này kia các thứ rồi cuối cùng cũng không còn nhiều. Thì coi như là mình tạm gác lại về cái vấn đề tài chính qua một bên đi ha, mình nói về vấn đề tinh thần trước. Thì các bạn tưởng tượng mỗi ngày mình phải ở trong một cái phòng 30 mét vuông. Cái bếp thì có chút xíu xìu xiu, mình là một cái con thiệt cực kỳ là gọi là công dung ngôn hạnh là không được cái điểm nào. Thế rồi mình cố gắng mình học tiếng Pháp, nhưng mà các bạn biết khi mình học ở trên máy tính và khi mình giao tiếp ở ngoài nó không có giống nhau các bạn. Khi ra ngoài các bạn nghe người ta nói giống như chim hót vậy đó, nó không hiểu một từ nào, mình không nghe được nó phát âm cái gì luôn á. Sau đó mình thấy không ổn, tại vì khi mà học như vậy là mình không có giao tiếp với người ta, mình học mình nói với cái máy thì cái máy nó nói một cái chuẩn mực là rất là, với một cái chất giọng nó rất là rõ ràng. Nhưng khi mình đi ra ngoài mình giao tiếp thì cái người này cái giọng này, người kia cái giọng kia, và cái cách phát âm của những người này nó của mỗi người mỗi khác. Mình học trên máy và mình nghe ở ngoài nó không có đủ để mà mình gọi là cái mức độ nhạy, tinh nhạy khi mà mình nghe người ngoài nói á, là mình cần phải giao tiếp. Thì lúc đó là mình cố gắng mình đi kiếm một cái công việc các bạn. Mình cố gắng mình đi kiếm một cái công việc để mà mình chủ yếu là mình để có cái điều kiện để giao tiếp với người nước ngoài. Thì mình sẽ kể đến cái phần mà mình cái nguyên một cái đoạn thời gian mà mình lập nghiệp ở ở nước Pháp cho tới tại thời điểm này trong một cái video sau ha. Bây giờ mình tiếp tục nói tiếp theo là sau khi đó mình đã đề ra một cái mục tiêu là tụi mình phải chuyển nhà để thứ nhất là có em bé. Rồi sau đó là mình phải cố gắng mình học nữa để mình có một cái bằng lái xe, tại vì các bạn biết sao không? Cái cuộc sống phụ thuộc vô chồng á, về mọi mặt đó, nó rất là mệt mỏi cho bản thân và cho cả người chồng của mình nữa. Tại vì các bạn biết sao, cả ngày mình ở nhà rồi mình chán thì mình muốn đi ra ngoài, nhưng mà cái người chồng của mình cả ngày họ đã đi làm ở ngoài mệt mỏi rồi thì buổi tối về họ thích ở nhà. Hai cái sự gọi là cái này nhiều khi á, nếu mà mình không hiểu thì cái bực bội á, nó sẽ dễ làm cho hai người có lời qua tiếng lại, thì nó cũng là cái điều không tốt. Cho nên là mình nghĩ mình rất là muốn lái xe thì mình phải bằng mọi giá mình đi học cái bằng lái xe. Mà các bạn biết bằng lái xe ở Pháp học rất là khó. Cái năm mà mình có em bé đầu tiên là Lucy của mình, năm đó mình sanh Lucy xong thì mình tranh thủ buổi sáng sớm các bạn 8 giờ, tại vì ông xã mình hồi xưa đó, ông xã cũ của mình á, là ảnh đi làm gần nhà con à, dơ cái này không ăn được. Ảnh đi làm gần nhà là chỉ cách có 2 3 phút đi bộ thôi. Cho nên mình tranh thủ buổi sáng là 8 giờ là mình đi học lái xe. Còn tới 10 giờ mình về là mình học mỗi ngày 2 tiếng đó, thì là cho ảnh đi làm. Rồi mình ở nhà mình giữ con. Rồi thời gian đó là mình cũng kiếm thêm công việc để làm các bạn, chứ không thôi ở nhà mà không làm gì nó chán lắm. Mình phụ thuộc vô người đàn ông của mình nhiều quá là mình không thích, mình bản thân mình thì không thích điều đó. Rồi kệ, rồi coi như là mình đã cố gắng để mình có được cái bằng lái xe, và cuối cùng thì mình cũng có được cái bằng lái xe vào năm 2000. Cách đây là 5 năm á, hơn 5 năm rồi. Thì hơn 5 năm là lúc đó con mình nó được 1 2 tuổi gì mình cũng không nhớ rõ nữa. Đại loại là như vậy. Thì đó sau 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 cái những cái câu chuyện của mình thì các bạn cũng thấy là nếu như khi mà các bạn muốn đi đúc kết lại á, những cái điều mà cần làm trước khi các bạn quyết định đi 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 qua định cư ở nước Pháp, thì những điều các bạn cần làm là gì? Thứ nhất là các bạn nên tìm ở trên mạng xã hội, các bạn nên kết bạn với một vài người ở cái đất nước mà mình đến, ví dụ như Pháp, hoặc ví dụ cái vùng các bạn ở là gần Paris đi, thì các bạn lên trên cái trang là Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp nè, Hội Người Việt ở Pháp nè. Rồi nếu mà các bạn thích trồng cây, trồng hoa rồi đó, thì các bạn vô các bạn đăng ký ở trong mấy cái group á, mấy cái hội mà trồng cây châu Âu nè,
rồi mấy cái hội trồng cây ở Pháp, rồi nói chung là những cái hội mà ở trong cái đất nước Pháp. Rồi sau đó là các bạn vô đó các bạn đọc thì thông tin họ cập nhật là thông tin ở Pháp như thế nào. Rồi các bạn có cần tìm hiểu ví dụ như ở Pháp thì các bạn đi chợ Việt Nam là các bạn đi ở chỗ nào, những cái địa điểm đi chợ Việt Nam là ở đâu thì các bạn nên tìm hiểu những cái đó. Rồi cái quan trọng nữa là các bạn nên biết giao tiếp cái tiếng Pháp. Ở Việt Nam mình học thì nó đơn giản hơn, chi phí nó rẻ hơn. Thời gian ví dụ như bạn đi tới cái trường ở Việt Nam bạn học thì bạn biết đường xá bạn đi, là cái cuộc sống bạn đi học nó dễ hơn là khi bạn qua bên Pháp rồi mới đi học. Qua bên Pháp rồi bạn phải phải mò đường, phải tự đi một mình, phải tự đón tàu đi. Mà để đón được tàu đi thì bạn phải biết căn bản về cái tiếng Pháp, rồi cái cách đi tàu ở bên Pháp làm sao. Tại vì ở bên này á, hệ thống tàu á, nó có những cái điểm mà nó rất là phức tạp, các bạn biết không? Có những cái đường đường tàu á là nó nối rất là nhiều những cái đường tàu nhỏ. Thì để đi đến được cái con tàu A đó là các bạn phải đi vòng 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 ở trong một cái khuôn viên rất là lớn. Mà để tìm ra được cái con tàu A đó là các bạn phải biết đọc cái hướng dẫn là đi như thế nào nữa. Nó hơi tương đối phức tạp, nếu như mình không biết tiếng là nó sẽ rất khó khăn. Thì đó, cái điều quan trọng nhất là các bạn phải nên là biết trước, ít nhất là cái giao tiếp hoặc là mình đọc được những cái chỉ dẫn. Rồi sau đó là qua tới đây thì mình mua một cái cuốn sách mà họ chỉ dẫn là đi tàu như thế nào đó, điểm nào mình mày mò, mình biết. Rồi cái chợ Việt Nam ở quận 13 là bạn đi bằng cách nào, từ nhà bạn đi ra đó là như thế nào. Thì ra ngoài đó bạn sẽ gặp được rất là nhiều những người châu Á, những nhà hàng châu Á, nhiều khi bạn thèm món này món kia thì còn biết cái chỗ để đi ăn. Rồi sau đó là bạn nên chuẩn bị học một cái bằng lái xe ô tô tại Việt Nam trước. Rồi sau đó cái năm đầu tiên mà bạn qua Pháp á thì bạn xin đổi cái bằng lái ô tô Việt Nam đó thành cái bằng lái bên Pháp, là họ chấp nhận trong cái năm đầu tiên nha. Khi mà bạn còn visa, mà visa định cư lần đầu tiên á thì họ sẽ cho đổi. Thì khi mà bạn có đổi được cái bằng qua bằng tiếng Pháp à qua bằng lái xe Pháp rồi thì bạn nên đi học học lái á, hoặc là tại vì biết các bạn biết sao không, cái luật lái xe ở bên Pháp với lại cái luật lái xe ở Việt Nam mình nó không có giống nhau, cho nên là đường xá con à, đường xá độ ở bên này á mà khi các bạn có bằng lái xe ở Việt Nam thì qua đây các bạn nhiều khi cũng không dám lái xe đâu, tại vì ở bên này người ta chạy xe đồ luật lệ đồ mình phải biết chứ không thôi là nguy hiểm lắm. Nhưng mà dẫu sao thì khi các bạn có được cái bằng lái xe ở Việt Nam rồi, các bạn đổi lại bên này và các bạn đi với chồng mình đó, thì mình coi cái cách là người ta lái xe ở đây luật lệ nó làm sao, rồi mình giữ cái bằng đó mình thực hành mỗi ngày với chồng mình thì nó sẽ dễ hơn. Còn nếu như các bạn không biết tiếng Pháp rành nhiều mà các bạn qua đây học bằng lái xe thì rất là khó. Có nhiều người ở đây rất là lâu, nhưng mà ngay cả người Pháp luôn nha các bạn, là một cái bà đó, bà năm nay phải là 65 tuổi rồi còn rất khỏe, khoảng 60 65 tuổi tầm đó, là khách hàng của mình á, là người Pháp luôn nha. Bà nói với mình á là tao mới vừa đi học lái xe, tao đang đi học lái xe, rồi vài bữa nữa bà tới bà nói là tao thi rớt rồi đó. Chính người Pháp mà họ thi lái xe còn không đậu nữa, thì mình là người Việt Nam học tiếng Pháp cái khả năng đậu nó sẽ rất là khó. Cho nên là mình khuyên các bạn, nếu mà các bạn muốn đi định cư nước Pháp thì đầu tiên trước các bạn cũng phải cần nên học một cái bằng lái xe ô tô, vì lái xe ô tô cái bằng ở bên Pháp này rất rất là khó lấy. Nếu các bạn có những người quen ở Pháp các bạn hỏi đi, bằng lái xe Pháp khó lấy lắm. Lấy được cái bằng lái xe Pháp là coi như ăn mừng đó các bạn. Đó. Nhưng mà cuối cùng là may mắn thay là mình đã có được những cái tất cả những cái đó rồi. Cuộc sống mình hòa nhập cuộc sống nó tương đối là tốt. Nhưng mà cái thời gian đầu các bạn biết là mình bị cái nhàm chán, nó có cuộc sống mà nó cứ ù lì quá là chán lắm các bạn, không làm gì được. Không có tiếng tăm, không biết tiếng tăm là không làm gì được. Nhưng mà các bạn phải cố gắng. Khi mình đã quyết định một cái gì rồi, việc gì rồi thì mình có sự chuẩn bị nó sẽ rất tốt. Bản thân mình ngày xưa là mình không có sự chuẩn bị. Nhưng mà may mắn thay á, là cái anh Tây của mình á, ảnh không có quá ghen. Cho nên là cái thời điểm đó là mình còn bay về Việt Nam mình được 1-2 tháng.
mình làm công việc này kia ở bên đó rồi mình quay về đây, rồi sau đó là mình lại đi qua Anh mình làm việc với lại bạn của mình ở bên đó 1-2 tháng đó, cái kiểu như vậy thì nó giảm stress được. Và thứ hai nữa là mình không phải là cần đi làm để kiếm tiền mà trang trải mỗi ngày, thì cái áp lực về cái tài chính nó cũng đỡ hơn. Với hơn nữa là anh Tây của mình hồi đời tại đời thời điểm đó đó, ảnh đi làm gần nhà, có cái gì đi chợ đi đồ buổi trước là ảnh về ảnh chở mình đi được, còn không là các bạn muốn chỉ đường tà, nếu mà chồng các bạn mà đi làm xa nữa là thôi là trời ơi không biết làm sao mà lần luôn á đó. Đó thì hôm nay là mình chia sẻ cho các bạn về những cái ngày đầu tiên khó khăn mà mình định cư ở nước Pháp và những cái điều khó khăn là gì. Và thứ hai đó, sau đó là mình cũng khuyên các bạn là các bạn nên chuẩn bị kỹ lưỡng một chút xíu nếu như các bạn có ý định muốn định cư nước Pháp, để cho cái sự hòa nhập vào cái cộng đồng, hòa nhập vào cái cuộc sống của một cái đất nước xa lạ đối với mình nó sẽ dễ dàng cho mình hơn. Rồi, mình xin tạm dừng video ở đây nha. Trong cái video sau mình sẽ giới thiệu với các bạn về những cái điều rất là hứng thú nữa về cuộc sống của mình ở Pháp từ hồi xưa đến giờ. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã nghe câu chuyện của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha. Bye bye đi con. Bye bye.